Thái sư Trần Thủ Độ được biết đến là một công thần hiếm có của triều Trần. Ông tuy không có học vấn nhưng lại có tài lược hơn người, đặc biệt là xử việc rất phân minh. Dưới đây là một số giai thoại về ông mà có thể là bạn chưa biết. 1. Có người khóc và nói với vua rằng bệ hạ trẻ thơ mà Thủ Độ quyền hơn cả vua, đối với xã tắc sẽ ra sao? Vua lập tức tới gặp Trần Thủ Độ mang theo cả người hạc tội. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Trần Thủ Độ đã đem tiền lụa thưởng cho kẻ dám hạc tội ông và công nhận là người này nói đúng. 2. Vợ của Trần Thủ Độ là Linh Tử Quốc Mẫu, khi đi qua chỗ thiền cấm bị người quân hiệu ngăn không cho đi. Quốc Mẫu về khóc và mách với Trần Thủ Độ, vị thái sư này đã cho bắt người quân hiệu đến và khen người ở chức thấp mà biết giữ phép và lấy vàng lụa thưởng rồi cho về. 3. Linh Tử Quốc Mẫu xin cho một người làm chức câu đương, Trần Thủ Độ gật đầu. Khi xét tới xã ấy, hỏi rằng tên ấy đâu, người ấy mừng rỡ chạy đến. Trần Thủ Độ nói, người vì có Quốc Mẫu xin cho được làm câu đương, không phí với người làm câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người ấy kêu van xin thôi chức câu đương, hồi lâu Trần Thủ Độ mới tha cho.